Thầy chữa tiếp cái câu số 313 nhé. Tính giá trị của biểu thức A bằng tan bình của pi trên 12 cộng với tan bình của 5pi trên 12 xem nó bằng bao nhiêu. Thế thì Long đã sử dụng máy tính để ấn cũng được thôi, nhưng mà cái chỗ này nó sẽ ra, cái tổng này sẽ ra, một máy tính nó sẽ báo cho ta một cái con số xấp xỉ nào đấy. Thì đây là những cái góc không đẹp mà. Thế thì lúc đó rất nguy hiểm, và có thể là sẽ trùng với một cái đáp án nào đó đây, mà vô tình trùng với một cái đáp án nào đó đây, vì tất cả những số ở đây chúng ta cũng thấy này, nó cũng là những số không đẹp, cũng vậy khi ấn máy tính nó cũng ra một cái con số xấp xỉ thì rất mạo hiểm, không cẩn thận là chúng ta sẽ khoanh lộ đáp án. Về các cái con số này nó sẽ, họ thường thường thôi, theo kinh nghiệm thôi, nó sẽ, họ sẽ điều chỉnh sao cho nó rất gần giống với cái đáp án nếu chúng ta ấn máy tính. Cái thứ hai nữa là dùng máy tính thì nó không luyện cho chúng ta nhớ được công thức lượng giác, nó không luyện cho chúng ta cách tư duy để vận dụng công thức lượng giác đâu, cho nên là thầy nhắc đi nhắc lại, mặc dù là cái bài trước thì nó nhắc, bài này thầy nhắc lại, tức là ta chỉ sử dụng máy tính để mò ra đáp án trong những cái tình huống mà bí quá, đại khái vậy, không còn cái đường nào để mà đi nữa rồi, thì trong phòng thi buộc phải dùng cái trò đó thôi nhé. Đôi khi nó hên xui, may ra thì trúng, không thì trượt nữa. Có những cái lúc mà chúng ta dùng máy tính nó giống như là mò kim đáy bể mà khó lắm, không không có gì chắc chắn cả, thì thật ra cái cơ sở của nó không vững, chúng ta dùng là không đúng 100%. Thầy đã phân tích rất kỹ rồi. Thế vậy thì ta dùng công thức lượng giác bằng cách nào? Ta để ý cái góc pi trên 12 thì nó không phải là góc đẹp đâu, nhưng mà pi trên 12 lại có thể tách thành pi trên 3 trừ đi pi trên 4. Cho nên là tan của pi trên 12 thì tách thành tan của pi trên 3 trừ đi pi trên 4. Thì ta lại tận dụng công thức lượng giác hôm trước ta học là gì nhỉ? Tan thì viết nhỏ nhỏ cái công thức ở trên đây nhá, có phải là tan của a trừ b thì bằng gì? Tan a này trừ tan b này chia cho 1 cộng với tan a nhân tan b. Đấy, ta đã học cái công thức này rồi nhá. Để áp dụng vào đây thì chúng ta sẽ được là tan của pi trên 12 bằng tan pi trên 3 trừ tan pi trên 4, và sẽ bằng tan của pi trên 3 trừ tan của pi trên 4 chia cho gì? Chia cho 1 cộng với tan của pi trên 3 nhân với tan của pi trên 4. Đấy, pi trên 3 và pi trên 4 đều là những cái góc đặc biệt, nên giá trị lượng giác của nó rất dễ tính. Tan của pi trên 3 là sin thì bằng căn 3 trên 2, cos thì 1 phần 2, vậy tan của pi trên 3 là căn 3. Tan của pi trên 4 thì rất đặc biệt bằng cái bằng 1, chia cho 1 cộng với tan pi trên 4 đi bằng 1, tan pi trên 3 đây là căn 3, thế là 1 cộng căn 3. Hay viết nó thành gì nhỉ? Chúng ta khử, thường thường là người ta sẽ tìm cách chụp cái căn ở mẫu đi, bằng cách là nhân cả tử và mẫu với cái biểu thức nên hợp đây đang là căn 3 cộng 1, thì nhân nó với căn 3 trừ 1. Vậy tử sẽ là căn 3 trừ 1 tất cả gì? Bình phương chia cho lấy nhỉ? Căn 3 cộng 1 nhân căn 3 trừ 1 là căn 3 bình phương trừ đi 1 bình phương thì còn 2. Cho nên ta sẽ được tan bình phương của pi trên 12 sẽ bằng căn 3 trừ 1 tức, vậy thì cái này nó phải là căn 3 1, đúng rồi, đúng rồi. Tất cả bình phương trên 2 rồi lại bình phương lần nữa đúng không? Ta rút gọn đi. Căn 3 trừ 1 tất cả bình phương thì sẽ thành là 4 trừ 2 căn 3. 4 trừ 2 căn 3 trên 2 tất cả bình phương. Thế tiếp tục biến đổi thì nó thành 4 bình là 16 trừ đi 4 nhân 2 là 8, nhân 2 nữa thành 16 căn 3 cộng với 2 căn 3 bình phương, 2 bình là 4, 4 nhân 3 là 12 cộng với 12 chia cho 4 thì bằng 16 cộng 12 là 28, 28 trừ đi 16 căn 3 trên 4, nghĩa là tan bình phương của pi trên 12. Kế tiếp là tan bình phương của 5pi trên 12 thì ta lại tách tiếp thôi. Tan của 5pi trên 12 thì tách nó thành tan của góc 5pi trên 12 ấy, ta tách thành
3π trên 12 cộng với 2π trên 12, đúng không? 2 cộng 3 là 5, 3 cộng 2 là 5. 3π trên 12 thì co gọn lại thành pi trên 4, 2π trên 12 tách thành pi, gọn thành pi trên 6. Ta lại áp dụng với công thức là tan của A cộng với tan của B, tan của A cộng B thì bằng tan A cộng tan B nhé. Đây công thức của nó đây. Thì biến thành đó đây nhá. Tan của A cộng B thì bằng gì? Tan A cộng tan B chia cho 1 trừ tan A nhân tan B. Đấy, quên thì ta lại viết là nháp cho nó nhớ. A đây là pi trên 4, B thì pi trên 3, thì mình sẽ được là tan của pi trên 4 cộng với tan của pi trên 6 chia cho 1 trừ đi tan của pi trên 4 nhân với tan của pi trên 6 bằng gì? Tan pi trên 4 là bằng 1, tan pi trên 6, sin pi trên 6 là 1/2, cos pi trên 6 là căn 3 trên 2, vậy chỗ này sẽ được là 1 trên căn 3 chia cho 1 trừ đi tan pi trên 4 thì bằng 1 rồi, tan pi trên 6 thì là 1 trên căn 3. Gọn tiếp, tử sẽ được là căn 3 cộng 1 trên căn 3, mẫu sẽ là căn 3 trừ 1 trên căn 3. Bây giờ ta bỏ cái căn 3 đi, mẫu đi đúng không? Thành căn 3 cộng 1 chia cho căn 3 trừ 1. Chụp cái căn thức của mẫu đi thì chúng ta sẽ được là nhân cả nhân liên hợp với căn 3 cộng 1 thì tử sẽ là căn 3 cộng 1 mình. Mẫu sẽ căn 3 trừ 1 nhân căn 3 cộng 1 thì căn 3 bình trừ đi 1 bình tức là bằng 2. Đây mới là tan của 5pi trên 12 đúng không? Vậy chúng ta sẽ có tan bình phương của 5pi trên 12 sẽ bằng gì? Căn 3 cộng 1 tất cả bình phương này rồi trên 2 rồi lại bình phương nữa nhỉ? Thì nó bằng gì? Bốn cộng 2 căn 3 tất cả bình phương chia cho 4 hay bằng 16 cộng với 16 căn 3 cộng với 12 trên 4 bằng 28 cộng với 16 căn 3 trên 4. Như vậy thì mình sẽ được tan bình phương của pi trên 6 cộng với tan bình phương của 5pi trên 6. Đây, tan bình phương pi trên 6 mình vừa tính ở trên đây. Tan bình phương của 5pi trên 6 mình vừa tính ở đây xong, nó sẽ bằng 28 này trừ 16 căn 3 cộng với 28 cộng với 16 căn 3 tất cả chia cho 4. Hơn 16 căn 3 với dương 16 căn 3 là hết. 28 cộng với 28 chia cho 4, 28 chia cho 4 được 7. Vậy là tình 7 cộng 7 là đi kết quả là 14, nên ta chọn đáp án là 14 trên con số 373 nhé. Tất nhiên là làm theo cái lối chính thống thì nó hơi dài dòng, rất mất thời gian hơn một chút. Bấm máy tính thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà như thầy đã phân tích, bấm máy tính đôi khi nó rất mạo hiểm nhé, nó không chắc chắn, cho nên là bí quá thì ta phải dùng máy tính để dò để mò thôi.